Anh trai ơi, nhưng tình yêu tới nó không cho em hay chứ. Nó là bước dặn nữa, nó hùng hồn không khi nào mấy cuối bước trở ra. Từ khi em gặp công tử yêu lần thứ nhất, chút mấy tháng đi trường em sao chút tới tàn. Dữ vậy? Em ăn một giấc mỗi lần là đoạn kết của vở tuồng Yêu Người Say của Thiếu Linh do đoàn Tạ Lý Hương trình diễn. Nàng ấy bằng lòng thôi, không cuộc đời tâm tư chứ. Chú Cầm, để thoáng nhìn người yêu chịu chết được sao? Dật, em xin nghe. Em không muốn anh giết người, em không muốn anh gây tội á. Cầm lên. Ta là kẻ đang lặn lội trong tội ác, đã quen thân với tội ác. Nàng yêu ta, khi nàng hãy yêu tội ác với ta. Tần Cơ, em yêu chàng, em muốn kéo chàng ra khỏi cuộc đời kế tiếp ấy. Cầm lan, anh cần phải thoát thân. Nàng có hiểu không? Ta là con mình hổ, trời đã hẳn dành cho những dụng những năm, là để dành lấy sự sống bằng những năm dụng đó. Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam tối nay đến đây đã chấm dứt. Với những cố gắng thường xuyên trong các mục thông tin, giáo dục và giải trí, chúng tôi ước mong quý vị đã thưởng thức phần nào chương trình của đài chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một đêm yên nghỉ và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào tối mai cũng trên băng tần số 9 của đài chúng tôi. Kính chào quý vị.